thích gì làm đó. Phân vân giữa khu quận 2 và khu quận 5. Chắc chắn là phải suy nghĩ lại, cái quần của anh số 5 là cái quần của anh số 1. Không. Cái vòng 2 của ảnh nó cân đối với lại cái vòng 3 của ảnh. Thì khi đứng trên ván thì nó cân bằng ở cái ván chính giữa. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những nhân vật quan trọng trong mỗi chương trình của chúng tôi. Đó chính là 5 vị khách mời đặc biệt với những nghề nghiệp khác nhau. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi hai bạn nhìn thấy 5 khách mời ở kia, thử đoán một cái cách rất là ngẫu nhiên thôi, bằng trực giác thôi. Các em nghĩ rằng có những nghề nghiệp nào ở đây tương ứng với 5 khách mời này? Em thấy sẽ có những anh là làm những cái nghề liên quan đến nghệ thuật. Nhưng mà ở phần underground. Thế còn Miu? Với em thì em nhìn thấy khá nhiều người đấy. Ví dụ như là ở anh số 2 chẳng hạn, thì em có cảm giác như anh ấy là dân IT. IT bởi vì anh có cặp kính đi kia đúng không? Dạ đúng rồi, anh số 4 thì em cũng cảm thấy hơi văn phòng. Và anh thứ 5 thì em có cảm giác như anh Nam nói là anh ấy thiên về kiểu hip hop nhiều hơn. Trợ lý, các bạn phân tích thế thì em thấy thế nào? Khi mà bạn Miu nói bạn số 5 thì cái dáng đứng của bạn số 5 có vẻ rất là ăn chơi. Thì em nghĩ là cũng là nhảy nhót hay là độc rap gì đó. Nào, xin mời trợ lý hãy đưa ra thông tin mà các người chơi đang quan tâm. Chúng ta sẽ có các gói tiền như sau với các mệnh giá 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 25 triệu. Và tương ứng với những gói tiền này, đó chính là 6 nghề nghiệp. Chúng ta sẽ có 5 vòng thi. Và vòng thi đầu tiên được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Bây giờ sẽ là vòng 1. Chúng tôi sẽ dành cho các bạn cơ hội để lựa chọn các gói tiền thưởng của mình từ 1 cho tới 5. Nó sẽ không đi theo một cái thứ tự nào cả. Tất cả mọi thứ là ngẫu nhiên. Và các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số mấy? Nãy cái kết đã chọn cái số 3 rồi, bây giờ em chọn đi. Em nghĩ là em sẽ chọn số 4 ạ. Số 4. Dạ. Trước khi biết nghề nghiệp đầu tiên là gì, chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu về mình của 5 khách mời. Xin mời các bạn. Hi, xin chào các bạn. Tôi là Trí Nguyễn. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trải qua rất là nhẹ nhàng. Ngoài công việc thì tôi thích đi du lịch vì du lịch sẽ cho tôi nhiều trải nghiệm hơn, đến được nhiều vùng đất mới hơn và tìm hiểu được nhiều nền văn hóa hơn. Vậy thì bạn hãy đoán xem tôi là ai? Xin chào mọi người, mình là Lực. Mình có một niềm đam mê với âm nhạc. Mình thích văn hóa Việt Nam và du lịch, thể thao. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nha. Chào mọi người, mình là Hiển. Mình đứng từ sáng tới giờ cũng chỉ để cho mọi người được thấy trang phục mình đang mặc. Mọi người có thấy bộ đồ trang phục của mình mặc ngầu không? Chị Diệu Nhi thấy sao? Ngầu đúng không? Các bạn hãy đoán xem mình là ai nhé. Chào mọi người, mình là Việt. Mình là một người khá thật thà. Hỏi gì mình sẽ trả lời đấy. Rất vui được gặp mọi người. Hãy đoán xem mình là ai nhé. Xin chào mọi người, mình là Đình Anh. Và ở nhà mình thích ăn, ngủ, nghe nhạc và xem phim. Và sở thích của mình là thích gì làm đó. Các bạn đón xem mình là ai. Vậy là 5 khách mời đã giới thiệu về mình. Hãy nhìn vào thái độ, hãy lắng nghe giọng nói. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được những cái thông tin khác. Từ vòng 1 đến vòng 2, chúng ta sẽ có 2 quyền trợ giúp dành cho các người chơi. Đó là quyền bỏ đi những phương án sai. Thứ hai là chúng tôi sẽ dành cho các bạn quyền tiếp cận. Các bạn có thể đến gần hơn để có thể nhìn và quan sát 5 khách mời của chúng tôi hoặc bất kỳ khách mời nào các bạn đang quan tâm. Các bạn hiểu chưa? Vâng ạ. Bây giờ hãy cùng xem nghề nghiệp đầu tiên mà chương trình đưa ra là gì? Skateboard. Triệt ván. Có thể đó là một môn thể thao. Vậy thì các bạn nghĩ rằng cái môn thể thao này nó phù hợp với ai trong số 5 khách mời nam của chúng tôi ở đây? Như em nghĩ thì trượt ván là một môn thể thao mà vận động khá nhiều. Thì nó sẽ thích hợp hơn với một số người mà dáng người nó thể thao. Nên là em nghĩ là rất có thể anh số 1 và anh số 4
sẽ không nằm trong cái bộ môn này. Anh Nam có nghĩ ai không? Anh thì anh phân vân giữa khu quận 2 và khu quận 5. Đúng. Nhưng mà anh thiên về khu quận 5 hơn. Em thấy được cái thời trang anh ạ. Cái quần tụt với cái đôi giày thể thao kia là rất hợp với những bạn trưởng ván. Giúp cho phán đoán của người chơi được củng cố thì hãy cùng nghe phân tích của trợ lý chương trình. Thật ra hai bạn biết không, nhiều khi năm cái vị khách này họ có thể là tráo quần cho nhau để có một cái sự là đánh lừa lạc hướng chúng ta. Nếu như cái gì mà làm cho mình dễ đoán quá thì tất nhiên nó là một cái bẫy rồi. Cho nên là chắc chắn là phải suy nghĩ lại. Nhiều khi cái quần của anh số 5 là cái quần của anh số 1. Không. Bởi vì cái quần của anh số 1 có vẻ nó hơi quá bó đối với ảnh. Thì có thể là hai người họ tráo quần cho nhau. Rồi, phải nói là một cái sự phân tích của một trợ lý mà tôi xin được nói là trợ lý ảo nhưng lại có thật. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Nhập vào vòng này là bọn em được dùng một cái quyền trợ giúp đúng không anh? Được. Thì chắc mình dùng cái loại bỏ đi. Bọn em dùng một cái quyền trợ giúp loại bỏ đi ạ. Như vậy là người chơi đã quyết định ngay từ vòng 1 sử dụng trợ giúp loại trừ. Chúng tôi mời chương trình bỏ đi những phương án sai của nghề nghiệp này. Xin mời. Hai phương án loại bỏ đó chính là số 2 và số 4. Bây giờ sẽ là quyết định của các bạn. Thực ra cái này là em chọn theo cái sự phán đoán nhá. Em rất là thích cái màu tóc đỏ của anh số 5. Nên là em sẽ chọn là bọn em sẽ chọn anh số 5 là trượt ván. Các bạn đã chốt chưa? Chốt đơn. Trợ lý, em có cùng quan điểm với người chơi hay không? Em nghĩ anh số 1 phải là người trượt ván mới đúng. Và tại sao em lại nghĩ anh số 1 là người trượt ván? Bởi vì cái vòng 2 của ảnh nó cân đối với lại cái vòng 3 của ảnh. Thì khi đứng trên ván thì nó cân bằng ở cái ván chính giữa. Nó làm cho anh ấy dễ giữ thăng bằng hơn. Dạ đúng ạ. Người chơi đã lựa chọn rồi. Hãy cùng xem lựa chọn của người chơi đúng hay sai ở nghề nghiệp này. Xin mời đáp án của chương trình. Yes. Chính xác. Vậy là không quá khó. Đúng là không quá khó để có thể nhận ra. Và chúng ta sẽ cùng xem với việc đã lựa chọn nghề nghiệp đúng với khách mời số 5 thì hai chàng trai sẽ có gói tiền thưởng là bao nhiêu. Xin mời. Nếu mà đầu xuôi đuôi lọt như vậy thì là 5 triệu. Yeah. Wow. Đương nhiên rồi, đây là số tiền đầu tiên nằm trong quỹ tiền thưởng của hai chàng trai đã đến với chương trình hôm nay. Nhưng bây giờ hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời số 5. Xin mời bạn. Xin chào bạn. Bây giờ là lúc chúng tôi muốn bạn giới thiệu rõ hơn về mình cho các quý vị khán giả được biết. Mình tên là Trần Đình Anh và mọi người hay gọi mình là Cú Tí. Thì môn thể thao này là thể thao mạo hiểm và mình trượt ván được 10 năm. Wow. 10 năm. Bạn trượt theo đam mê hay là bạn có theo cái trường lớp? Là đam mê. Đam mê. Yeah. Và bạn đã tham gia cái cuộc thi nào chưa? Trong nước thì mình tham gia nhiều cuộc thi và lần cuối cùng tham gia cuộc thi lớn nhất cuộc đời mình đó là SEA Games. Wow. SEA Games năm nào? 2019. Và bạn có được thành tích nào không? Thành tích của mình là được có mặt ở đó rồi. Được góp mặt ở đó thôi. Bạn thích chơi những môn thể thao mạo hiểm? Thích trượt ván thôi, còn mạo hiểm quá không chơi đâu. Để tập được một động tác khó thì mất khoảng bao nhiêu lâu? Tập mỗi ngày anh, tới bây giờ là cũng 10 năm là em tập tất cả mọi thứ để cho nó nhuần nhuyễn hơn và đẹp hơn. Cái yếu tố quan trọng nhất để có thể tham gia môn thể thao này là gì? Liều. Và không sợ đau đúng không? Cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Chúc bạn sẽ luôn luôn sống cùng với đam mê của mình và biết đâu đó đam mê của bạn sẽ mang về những thành tích cao hơn nữa. Yeah. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn những điều may mắn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn.